Rồi, ok, hello các bạn xem video của mình nha. Thì hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với chuyên mục review nhanh cái nắp ấm nha mọi người. Đấy, thì nhân vật chính của chúng ta hôm nay sẽ là một bé nắp ấm được khá là nhiều bạn yêu cầu mình review, nhưng mà vì tình cảnh éo le. Đây mọi người thấy không, trời tối hết trơn luôn rồi nè. Đấy, bây giờ mình mới quay clip được nên thành ra những cái chuyên mục review nắp ấm thì có khi là mình sẽ không có trau chuốt được review chuẩn xác nha mọi người. Chỉ là truyền tải hình ảnh đến với các bạn thôi. Thì nhân vật chính của chúng ta hôm nay sẽ là một bé nắp ấm rất là quen thuộc, đó chính là nắp ấm Miranda nha mọi người. Đấy, thì có một sự thật là hồi lúc mà mình mới về chơi cái nắp ấm á, mình cứ đọc cái bé này là Miranda giống như là một bé hãng nước ngọt gì đấy. Đấy, rồi ok, review sơ sơ nè. Thì đây là một dòng nắp ấm thân dài nha mọi người, thân ấm rất là dài nha. Rồi thì trên thân thì nó đốm giống như là đốm báo, báo đốm á mọi người. Quyên thì cũng khá là ok nè, khá là dày. Và đặc biệt nhất là cái môi của bé nó, đây mọi người thấy không, cái môi nè, máy mình focus dở thế. Mọi người thấy không, cái môi của bé nó là nó xếp cạnh luôn nha. Đây, với lại mọi, nếu như các bạn để ý kỹ là nó sẽ có đốm ở sọc chip nha mọi người. Đây mình focus lại cho mọi người xem. Nó, cái môi nó sẽ có sọc chip nha. Bên trong thì nó cũng đốm, không được quá xanh sạch. Đấy, nắp thì cũng theo mình đánh giá là cũng bình thường, không có vấn đề gì quá là đặc biệt. Rồi ok, review nhanh bé nắp ấm như thế thôi mọi người. Nếu như bạn thấy clip hay, hãy nhấn like, chia sẻ và nhấn đăng ký kênh để mình có động lực làm video mới nha các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo của mình. Bye bye mọi người.